cái điều rất quan trọng mình cần, đó là cần phải yêu trong tha thứ và bao dung, và cùng với nhau hãy yêu trong tỉnh thức, đó là tình yêu của sự tha thứ, tình yêu bao dung. Và hóa chất thứ tư này nó đại diện cho cái hạnh phúc và một cái nhu cầu cực kỳ quan trọng của con người. Người ta mới hay nói một cái câu là cái gì? Hay nói một cái câu là cái gì? Là có không giữ, mất đừng, đừng tìm. Nên cái người phụ nữ người ta cần gì? Sự tôn trọng của người người chồng. Tại vì quyền lực nó mang cho người ta một cái sự tôn trọng. Được chưa? Hỏi sự lựa chọn đó, người ta thích hơn. Được không ạ? À? Nên là hãy thay thế những cái câu nói bình thường á bằng những câu được ngụy trang bằng câu hỏi. Nhu cầu ẩn sau của mọi người, nếu như mọi người không tìm kiếm cái sự tôn trọng bằng cách này, các bạn sẽ tìm kiếm sự tôn trọng bằng cách khác. Khi mà người phụ nữ người ta mang thai á, là người ta đang thực hiện thiên chức của cái người phụ nữ. Nên trong tiềm thức của họ nó có một cái điều, đó chính là khi mà họ làm xong cái thiên chức này xong á, họ dễ có cái suy nghĩ là do mình đã sinh con xong rồi, mình sắp sửa hết được coi trọng, giống như là cảm giác mình mới được bị ra rìa. Được không mọi người? Nên là dễ có các hội chứng trầm cảm sau sinh do thiếu hụt serotonin. Nên mọi người thấy là ngoài xã hội, cái người ta đông đó, người ta liên tục chinh phục, người ta liên tục làm cái điều này, người ta liên tục làm cái điều kia, người ta đấu tranh ngoài xã hội là vì người ta cần cái sự tôn trọng ngoài xã hội nhiều. Nghe chưa? Mà ngày nay serotonin được coi là một trong những hóa chất quan trọng bậc nhất, làm sao để có thể tìm kiếm được serotonin một cách lành mạnh. Thực sự đấy em rất là cảm xúc. Em đang rơi vào một cái tình thế mà đúng là hôm nay cái giờ Zoom của thầy đã giúp em như là một cái món quà. Đấy, cho nên chồng em cần được tôn trọng, con cần được tôn trọng, và chính mình hãy là người phụ nữ tốt đẹp nhất trong gia đình của mình. Hãy mang cái nguồn năng lượng yêu thương, bình an, hạnh phúc, vui vẻ đến trong gia đình của mình. Chúng ta không có cố gắng đi tranh cãi nữa, đúng không? Và tất cả mọi sự kháng cự đều là sự thiếu kết nối. Vì vậy chị muốn làm lại với chồng thì cái quay lại tìm kiếm sự đồng thuận giữa mình với chồng nhiều hơn là tìm ngồi đó mà tìm kiếm đúng sai. À, xin chào anh chị em. Anh chị em hãy giơ tay chào nhau đi ạ. Chào anh chị em. Chúc tất cả chúng ta một buổi sáng hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Nếu có thể thì anh chị em hãy nở một nụ cười rất tươi, thật tươi, rất tươi để chào đón nhau đi ạ. Một nụ cười thì bằng 10 thang thuốc bổ đúng không ạ? Và có một cái thời gian là mình cứ luyện cười liên tục, cho nên là người nhà mình bảo mình khùng, tức là mỗi buổi sáng thức dậy là mình có một cái nghi thức rất là vui, đó là vô trong toilet á, vô trong toilet vỗ tay hát và cười, soi gương. Mỗi buổi sáng vô toilet vỗ tay xong rồi hát rồi cười đến nỗi hết. Có giai đoạn như vậy cũng rất vui anh chị em. Nhưng mà khi mà mình tập cái thói quen đó, mình thấy rất là thú vị nha. Tức là khi mà mình vỗ tay thì tự động mình có cái phản ứng cười. Vỗ tay thì có phản ứng cười. Mà sau này mình biết thêm thì vỗ tay nó lại là một cái liều thuốc mà rất tốt. Nó là một cái phương pháp trị liệu rất tốt, tại vì nó massage hai bàn tay. Đúng không? Và khi mình massage hai bàn tay của mình, chăm sóc hai bàn tay của mình massage đó, là lúc mà các huyệt đạo của mình được chăm sóc. Đúng không ạ? Bấm huyệt á, trên bàn tay của mình là đủ các cái huyệt đạo trong cơ thể đúng không ạ? Và khi mình vỗ tay, mình chăm sóc đôi bàn tay của mình, tức là mình chăm sóc lục phủ ngũ tạng của mình luôn á,
và mình cười nữa. Mình cười thì nó tạo ra một cái năng lượng vui tươi, rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Và trong cuộc sống của anh chị em mình, đôi khi có cái sự hạnh phúc, thịnh vượng và bình an rất là đơn giản thôi, bằng những cái tràng vỗ tay khen ngợi nhau, bằng những cái nụ cười rất tươi dành cho nhau. Và anh chị em đi bán hàng cũng vậy, lên lớp dạy cũng vậy, và tiếp cận bất kỳ một ai cũng vậy. Nếu mình tiếp cận nhau bằng nụ cười thì nó hay hơn rất nhiều so với cái tiếp cận nhau bằng một cái khuôn mặt đăm chiêu, đúng không ạ? Thì cười với nhau nó là một cái phương pháp rất tốt để cho mình thành công trong mọi cuộc giao tiếp. À, và khi mà vô lớp lớp dạy mà thầy thầy không biết làm gì mà thầy cứ cười, thế là học trò nó vui rồi, đúng không? Thầy đã vui rồi. Mình đi làm về mà thấy chồng mình không biết chồng mình đang làm gì, không biết mình đang làm gì mà mình cũng cứ cười là tự nhiên chồng mình vui rồi. Đó. Còn về nhà mà cái mặt cau có nhăn nhó thì thôi rồi. Đừng có cau có, đừng có nhăn nhó nhé, đừng cau có, đừng có nhăn nhó nhau, tại vì một ngày đằng nào cũng phải sống, tại sao không sống vui mà phải sống sống buồn, đúng không? Tại sao mình lại đằng nào mình cũng phải sống? Và hôm bữa mình có chia sẻ với anh chị em, mọi tình huống trong cuộc đời đến với chúng ta và mọi sự vật hiện tượng trong cuộc sống của mình nó đều có tính hai mặt, anh chị em đồng ý không? Đều có tính hai mặt. Và cuộc sống của mình vui hay buồn thì chọn vui hay buồn là do mình chọn chứ đâu phải do người khác chọn đâu, đúng không ạ? Anh chị em hãy comment là từ hôm nay tôi chọn cuộc sống vui đấy, từ hôm nay tôi chọn cuộc sống vui đó. Tại sao lại chọn cuộc sống buồn? Và buồn hay vui là thực tế do mình chứ không phải do người khác, do chính anh chị em mình chứ không phải cho người khác, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cùng với nhau chọn chọn một cuộc sống vui, à, chọn một cuộc sống vui để mình được hạnh phúc, được bình an và thịnh vượng. Vui, mình sống vui. À, sự giàu có viên mãn không bao giờ đến với những người mà luôn luôn khó chịu đâu. Không, không bao giờ đến. Cái sự bình an và hạnh phúc không bao giờ đến với những người mà luôn luôn sống với một cái tư duy tiêu cực đâu. Nó phải đến với những người có tư duy tích cực và luôn 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 có một cái cuộc sống rất là vui tươi, hạnh phúc. Nó là một trong những chỉ số để cho chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc đấy. Và nó rất đơn giản thôi. À, chúng ta có năm mật ngữ tình yêu, tôi nói rồi. Năm mật ngữ tình yêu, anh chị em comment năm mật ngữ tình yêu đó là gì ạ? Năm mật ngữ của tình yêu á, đơn giản thôi, thay đổi hệ thống ngôn từ thôi. Trong lớp học, trong gia đình, năm cái mật ngữ tình yêu. À, cái số 1 là gì ạ? Số 1 là xin lỗi, đúng không? Xin lỗi. À, bất cứ điều gì đó mà mình đúng hay sai không biết, nhưng mà xin lỗi trước là hay lắm. Mình xin lỗi chính mình, xin lỗi cái người mà yêu thương mình và xin lỗi cái người chưa yêu thương mình. Xin lỗi nó có khả năng chữa lành đấy. Xin lỗi. Và cái năm mật ngữ tình yêu này nó phải là thói quen trong lớp học của mình, trong gia đình của mình và trong trong tất cả mọi cuộc giao tiếp. Thứ nhất là xin lỗi, thứ hai là gì ạ? Đó là cảm ơn. Cảm ơn. Thứ hai là cảm ơn. Thứ ba là biết ơn. Và thứ bốn là yêu thương. Và thứ năm là hạnh phúc. Năm cái mật ngữ tình yêu này mình nói với chính mình mỗi ngày. Cảm ơn, à, xin lỗi ạ. Xin lỗi, cảm ơn, biết ơn, yêu thương và hạnh phúc. Đây là năm cái mật ngữ tình yêu trong hệ thống ngôn từ giao tiếp. Trong hệ thống ngôn từ giao tiếp mình luôn luôn mình phải đặt để những năm từ này trên trên đôi môi của mình. Luôn luôn. Và năm cái mật ngữ tình yêu đó thực ra cái vi diệu nó là từ xin lỗi đấy. Tại vì khi bạn xin lỗi thì lúc mà bạn được thứ tha, lúc nào cũng vậy, cho dù đúng cho dù sai. Thực ra ai nói tôi làm một việc gì đó đúng tuyệt đối là người đó sai. Tất cả chúng ta mà nói là tôi làm một điều gì đó mà tôi tự tin là tôi đúng tuyệt đối thì nó là sai. Cái gì tuyệt đối đúng nó cũng sai hết. Cho nên mình làm cái điều nào đó mà đúng với người này đôi khi nó lại sai với người khác. Cho nên chính mình giữ một cái tâm trạng của cái xin lỗi để mà cái điều sai của mình được tha thứ. Và cái cảm ơn cũng rất quan trọng. Cái tinh thần cảm ơn nhau, tinh thần trong gia đình của mình cũng vậy.
có bao giờ hay là đã rất lâu rồi mình quên cảm ơn chồng mình khi mà chồng mình cười với mình không? Cười với mình em cảm ơn anh. À, khi vợ mình múc chung rót cho mình một ly nước mình có cảm ơn không? Hay là mình cứ cho đó là sự hiển nhiên và có tập cái thói quen này cho con mình không? Thói quen của xin lỗi, thói quen của cảm ơn, thói quen của biết ơn, thói quen của yêu thương, thói quen của hạnh phúc. Đó là năm cái mật ngữ tình yêu rất đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Có năm cái từ đó để làm gì ạ? Cái năm mật ngữ tình yêu nó để làm gì? Để trong gia đình của mình á, mình yêu nhau một cách rất là sáng suốt, yêu nhau trong một cách rất tỉnh thức, đó gọi là tình yêu của sự tha thứ và bao dung. Nó gọi là tình yêu của sự tha thứ và bao dung anh chị em. Anh chị em comment ạ. Hãy yêu trong tha thứ và bao dung. Bởi vì sao phải yêu trong tha thứ và bao dung? Để cho cuộc sống mình hạnh phúc thôi. Bởi vì trong cuộc đời của mình điều tất yếu rằng người nào càng yêu mình nhiều nhất thì người đó càng dễ làm cho mình tổn thương nhất. Và mình yêu ai nhiều nhất thì mình dễ làm cho đối tượng ấy tổn thương nhất. Cho nên chị em thấy tình yêu yêu càng nhiều thì khổ càng nhiều đúng không ạ? Thật mà, cho nên là mình rõ cái chỗ này một chút để mà mình yêu trong tha thứ và bao dung. Yêu trong tha thứ và bao dung tại vì chắc chắn rằng là người yêu mình sẽ làm mình tổn thương. Chắc chắn mình sẽ làm người mình yêu tổn thương. Và khi tổn thương đó muốn duy trì cái tình yêu đó bền vững thì chắc chắn phải có cái yếu tố của sự tha thứ. Và có những cái lỗi lầm lớn đối với nhau thì sao? Không lẽ lại bỏ nhau, không lẽ lại cắt đứt cái tình yêu đó và làm cho mình tắt cái mạch cảm xúc trong cuộc đời. Bởi vì không dễ gặp một người để mình yêu, không dễ để mình có con để mình yêu, không dễ để mình có chồng để mình yêu, không dễ để mình có cha mẹ để mình yêu và không dễ để có những cái mối quan hệ nó phát xuất tình yêu. Thế nên là cái điều rất quan trọng mình cần đó là cần phải yêu trong tha thứ và bao dung bởi vì chắc chắn yêu nhau là làm cho nhau đau khổ. Chắc chắn yêu nhau là làm có lỗi lầm đến với nhau. Cho nên mình không tha thứ và không bao dung được thì cuộc đời của mình sẽ chắc chắn khổ. Chắc chắn điều đó là tất yếu rồi. Anh chị em thấy mình thường hay khổ với người mình yêu, thường hay khổ với chồng, với vợ, với cha mẹ của mình, với con của mình. Mình không có chữa lành được. Và mỗi lần mình yêu xong bị mất cái tình yêu đó là lúc mà bạn bạn bị cái trạng thái vô thức của sự đau khổ. Cho nên anh chị em cùng với nhau nhé, cùng với nhau giữ lấy cái thói quen của năm mật ngữ tình yêu và cùng với nhau hãy yêu trong tỉnh thức, đó là tình yêu của sự tha thứ, tình yêu bao dung, đúng không ạ? Đối với học trò cũng vậy, đối với bất kỳ một ai đến cuộc đời của mình, hãy yêu họ trong sự tha thứ và bao dung, đúng không ạ? Và đúng 5 giờ rồi, tôi xin mời tiếp tục. Ngày hôm nay không biết là cái cái chất số 4 là chất gì mà thầy Khiêm Nguyễn làm mọi người đợi lâu quá. Một tuần rồi mới được biết tiếp. Xin mời thầy Khiêm Nguyễn ạ. Ok, cảm ơn thầy Thái. Tự nhiên sáng hôm nay sáng sớm mới thấy chuyện thầy Thái hôm nay bàn về chủ đề tình yêu sao tự nhiên thấy cảm thấy nó thú vị quá được không ạ? Ok, xin chào mọi người có nghe Kim Nguyễn nói gì không? Ok, thể hiện cái tình yêu của mọi người với Kim Nguyễn với. Ok rồi, cho Kim Nguyễn hỏi mọi người một câu này. Ủa mọi người muốn nghe không ta? Có cảm Tôi giác như nghe. mọi người không nghe sao? À có nghe hả? Rồi mừng quá thầy Thái ơi. Ok. Ok rồi, nhắc tới chủ đề tình yêu luôn nó cũng hay lắm. Ừ. Ví dụ như bây giờ mọi người mà đang yêu một ai đó, đúng không? Đang yêu một ai đó, mọi người tự nhiên cái nhắn tin cho họ xong rồi phát hiện ra xin mà không reply thì mọi người làm cái gì, mọi người cảm thấy như thế nào? Chưa bao giờ cái thời đại nào mà nó có những cái chuyện độc đáo như vậy á. Đúng không ạ? Mọi người chỉ cần nhắn tin cho một người nào đó, mình đang thích người đó nha, mình đang yêu người đó nha, mà mình nhắn tin xin mà không reply là bắt đầu nó sinh chuyện rồi, đúng không ạ? Vì nó liên quan mật thiết tới một cái thứ cần thiết của phụ nữ, đó chính là
sự tôn trọng, đúng không ạ? Và hóa chất thứ tư này nó đại diện cho cái hạnh phúc và một cái nhu cầu cực kỳ quan trọng của con người, đó chính là nhu cầu được thấy mình là người quan quan trọng, đúng không ạ? Được thấy mình là người quan trọng. Ok, rồi vậy thì có nhiều lúc á, ví dụ như là khi mà chúng ta yêu nhau á, thậm chí mà cái người phụ nữ người ta cần cái sự nhạy cảm của người đàn ông á, quan tâm và yêu thương á, quan tâm và yêu thương, thì ngoài yêu thương ra nó có một cái thằng mà nó đi song song với thằng yêu thương á, đó chính là cái sự tôn trọng. Vì vậy nên là nếu như mà một cái người đàn ông mà người ta yêu một cái người phụ nữ, thì cái người đàn ông ấy á phải luôn luôn thể hiện được cái sự đồng cảm với cổ, kể cả khi cái con mèo của cổ bị chết, hiểu không? Mặc dù cái người gây ra cái chết của con mèo á là bạn, nhưng mà phải thể hiện cái sự đồng cảm, cái sự yêu thương với cái chuyện đó, vì nó liên quan mật thiết tới một thứ, một cái yêu cầu, một cái hóa chất thứ tư mà tất cả các mọi người phụ nữ ở đây chúng ta đều thích, đó chính là sự tôn trọng, đúng không? Mọi người có thấy đúng không? Thế bây giờ mà chỉ cần đụng vô một cái gì mà cãi nhau một cái gì đó, thường cái câu mà bắt đầu chúng ta hay lôi ra đó là anh không tôn trọng em, đúng không? Anh phải tôn trọng em chứ, đúng chưa? Và nó sinh ra đủ chuyện hết. Nên hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu cái hóa chất này để chúng ta hiểu làm sao chúng ta đáp ứng được điều này, được không mọi người? Và nó không phải chỉ có câu chuyện vợ chồng đâu, mình lấy ví dụ thôi, chứ nó câu chuyện nó nằm ở khắp mọi nơi luôn, ở ngoài xã hội, ở trong gia đình và trong các mối quan hệ. Mọi người đồng ý, ai đồng ý vui lòng giơ tay nói yes. Ok, awesome. Rồi vậy bây giờ Kim Nguyễn muốn mọi người làm một cái điều này nè. Bây giờ mọi người, Kim Nguyễn nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, hãy nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, nhắm mắt lại nha. Ok, bây giờ khi Nguyễn muốn các bạn hít một hơi thật sâu, hít vào và nín thở, quên, hít vào và thở ra, sau đó lại hít vào, và hình dung là bây giờ đôi mắt của mọi người không còn nữa. Khi Nguyễn muốn bây giờ mọi người hình dung cái cảnh mà bây giờ mình mở mắt ra và mình vẫn không thấy gì, tức là tôi lấy mất đôi mắt của mọi người rồi. Thì mọi người, tôi muốn mọi người hình dung thử cái việc là mọi người sẽ sống tiếp như thế nào mà không có đôi mắt. Ok, mọi người có hình dung được không? Ok, tiếp tục, cái Nguyễn muốn mọi người nghĩ tới những cái điều mà vô cùng trân quý trong cuộc sống, những điều quý giá với bạn, và bây giờ có một ai đó tới lấy hết toàn bộ những cái người này đi, những người bị yêu, những người mà các bạn yêu thương, những vật mà các bạn yêu thương, lấy hết đi. Và các bạn thử tưởng tượng cái cuộc sống tiếp theo của mình ấy mà mình không còn những cái thứ đó xem. Ok, có thấy ghê không? Ok rồi, bây giờ mọi người mở mắt ra, mọi người có làm được không? Và mọi người có cảm thấy là bắt đầu hồi nãy chúng ta làm một cái điều, đó chính là nếu như mà chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà chúng ta sống tiếp với cuộc đời này mà ai đó lấy cái đôi mắt của bạn, thì bạn cảm thấy cái cuộc sống của chúng ta nó khó khăn, nó không vui, đúng không? Bắt đầu nó phải đủ thứ chuyện nó xảy ra rồi, thì lúc này mình mới cảm thấy đôi mắt của mình nó quan trọng, đúng không? Thì lúc này mình mới cảm thấy cái sự hạnh phúc khi chúng ta vẫn còn đôi mắt. Nên là người ta mới hay nói một cái câu là cái gì, hay nói một cái câu là cái gì, là có không giữ, mất đừng đừng tìm, là vì người ta đang nói sự quan trọng của thứ đó, và đó chính là nền tảng của lòng biết ơn, và đó chính là lý do tại sao mật ngữ thứ ba trong cái yêu thương, trong cái mật mã đó chính là sự biết ơn, được không các bạn? Vì biết ơn nó tạo ra serotonin, và serotonin nó tạo ra trong cái lúc đó là vì các bạn thấy tầm quan trọng của đôi mắt, tầm quan trọng của những thứ các bạn đang có, và các bạn tôn trọng nó, được chưa? Và các bạn mở mắt ra, ô may quá, con mắt của mình nó vẫn còn ở đây, những người quan trọng với chúng ta nó vẫn còn ở đây, những thứ mà nó quan trọng với chúng ta vẫn còn ở đây, nên các bạn cảm thấy hạnh phúc. Thì cái chuyện vừa xảy ra đó mà các bạn đang cảm nhận được, đó chính là tác dụng của serotonin, được không mọi người? Và hóa chất thứ tư, serotonin, nó đại diện cho sự tôn trọng. Wow,
Được không mọi người? Và mọi người có bây giờ mọi người có thấy là chúng ta yêu cầu cái sự tôn trọng này nhiều lắm không? Rất nhiều luôn. Được không ạ? À? Và nhu cầu được thấy mình là người quan trọng á, nhu cầu significant á, là nhu cầu thứ tư của con người. Giờ các bạn sống trong một cái cộng đồng mà cộng đồng đó không coi trọng bạn thì bạn có hạnh phúc nổi không? Right. Bạn sống trong một gia đình mà gia đình trong đó coi bạn như là một cái người tàn hình luôn, đi qua không có thích, thì mọi người có cảm thấy hạnh phúc không? Không. Và serotonin nó cực kỳ quan trọng với phụ nữ luôn. Đàn ông á, thì nó có lý do tại sao mà đàn ông favor hai cái hóa chất đầu tiên hơn, nhưng mà phụ nữ cần hai hóa chất phía sau hơn. Được không ạ? À? Vì có một sự khủng khiếp về thay đổi. Đó chính là mọi người theo cái chế độ lịch sử á, mọi người có để ý là cái người phụ nữ Á Đông á, là cái nhóm mà sao là một thời gian rất dài bị một cái tư tưởng là gì, trọng nam và khinh khinh nữ, nên bản thân cái người đàn ông á, là người ta đã được favor bởi 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 cái xã hội rồi, nên là người ta không có cảm thấy cần thiết lắm, nhưng mà người phụ nữ bị đè nén rất lâu. Và cái sự khủng khiếp nó xảy ra là năm 1970, một cái mốc cực kỳ quan trọng khi mà chế độ nhân quyền của phụ nữ phát triển đó, khi mà khắp thế giới bắt đầu bùng lên cái nhân quyền phụ nữ và bắt đầu phong trào đấu tranh để tôn trọng quyền bình đẳng của phụ nữ đó. Thì mọi người thấy không? Mọi người thấy không, là bắt đầu phụ nữ yêu cầu sự tôn trọng nhiều hơn, vì lúc này á xã hội cho phụ nữ được cái quyền hoàn toàn với ngày xưa luôn. Thứ nhất là phụ nữ được cái quyền làm những việc mà mình yêu thích, được nắm ở những cái vai trò quan quan trọng, kiếm được tài chính. Chính vì vậy cô có một cái nhu cầu ẩn bên trong á, chất chứa ngày xưa, rồi trời ơi ngày xưa tao không được coi trọng, bây giờ tao tức quá, bây giờ đứa nào mà không coi trọng tao thì mày chết. Được chưa? Nên là bây giờ nó mới sinh ra nhiều chuyện. Được không các bạn? Và đàn ông bây giờ phải 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 luyện một cái thần công, đúng không? Đó chính là một cái module tiếp theo người ta gọi là gì? Ở Phương Kim Nguyễn sẽ dạy một cái module tiếp theo, cái module nó tên là Trường Sinh Bất Tử bằng phương pháp để vợ lên đầu. Được chưa? Nên cái người phụ nữ người ta cần gì? Sự tôn trọng của người người chồng. Và bây giờ cổ đủ quyền rồi mà. Cô chỉ cần phát hiện ra thằng nào mà không tôn trọng, không lấy. Còn ngày xưa thì bị chịu, bị đè nén thì chịu thôi. Chứ còn bây giờ còn khuya. Đúng không mọi người? Có thấy đúng không? Được chưa? Và cái ông nào á, mà hiểu được cái điều này, mà chỉ cần biểu hiện những vài cái đơn giản thôi, không có gì khó hết trơn á. Được không? Và hồi trước thì hay ra lệnh mà do gia trưởng nên là hay ra lệnh. Đúng không? Còn giờ trước khi đi hỏi, nhiều khi hỏi cũng chẳng có được kết quả đâu. Nhưng mà vẫn cứ hỏi kiểu như sáng nay em muốn đi, sáng nay em muốn ăn sáng bằng gì, cái cô nói gì cũng được. Xong mày hỏi ăn phở không, thôi hơi lắm. Được mà tức ăn bún bò không, thôi cay lắm. Vậy phải chứ ăn gì gì cũng được, được chưa? Nhưng mà phải hỏi như vậy á. Ừ, thà hỏi như vậy đời nó đẹp hơn, đúng không? Ít ra mình hỏi thấy tôn trọng, thấy tôn trọng, thấy tôn trọng, được mọi người, chứ đâu có thích ra lệnh đâu. Độc đáo không? Nên là có những thứ bây giờ cái ngôn từ của các bạn nó phải thay đổi khác đi để thể hiện cái sự tôn trọng, vì phụ nữ thích cái chuyện này. Mà không phải là vì đàn ông người ta không thích, nhưng đàn ông ở ngoài người ta đã vô tình người ta được coi trọng hơn rồi, đúng không? Chứ mà sang xã hội phương Tây thì nó hơi khổ một tí. Ừ. Nó phương Tây thì đàn ông được coi trọng dữ lắm. Được không? Các bạn, thứ nhất là trẻ trẻ em, thứ nhì là người già, thứ ba là phụ nữ, thứ tư là con chó. Thứ năm mới tới đàn ông. Được không? Nhưng mà Việt Nam cũng, nhưng mà xã hội Á Đông thì bị một thời gian rất dài là phụ nữ bị đè nén. Mọi người hiểu chưa? Ừ. Đúng không? Và tôi nói cho mọi người nghe là mọi người tìm kiếm cái sự tôn trọng từ những thứ nhỏ nhất và ẩn sâu nhất mà mọi người không để ý. Ừ. Ví dụ nha, cái ông đàn ông á, mỗi lần mà ông vô cái tiệm hớt tóc á, ra trả 100 ngàn đảm bảo con người thay đổi luôn, râu ria tóc tai gì đó chỉnh chu hết trơn đó. Ừ. Nhưng mà phụ nữ á, mà bước vô trong cái tiệm cắt tóc á, bước ra tốn hết 1 triệu mà cái sự thay đổi không có nhiều hết trơn. Ừ. Nhưng mà về chuyên gia hỏi chồng, hỏi người yêu, em có anh có thấy em có gì khác không? Xong rồi ông kia ông ngồi ông nhìn, ông trả lời không có gì khác, một cả là có vấn đề, đúng không? Mà trả lời mà tin tường lắm kìa, phải ngồi tìm ra có cái gì đó khác không, mà mấy cô bước vô bước ra y chang như nhau, đâu có biết gì đâu khác, được mà. Nhưng mà chỉ cần không trả lời được, ui anh không tôn trọng em, vậy là anh không quan tâm em rồi, được chưa? Nên bữa nào xức cái nước hoa đeo cái gì đó mới nên nó cẩn thận lắm, là chưa bao giờ mà đàn ông rắc rối như là thời buổi ngày nay.
Được chưa mọi người? Vì phụ nữ vô tình yêu cầu cái điều này từ năm 1970, bắt đầu thấy có chuyện chưa? Được không mọi người? Rồi, một điều nữa. Các bạn có thấy là những cái người đàn ông á, người ta tìm kiếm cái sự tôn trọng ở ngoài xã hội rất là nhiều, đúng không? Rất là nhiều. Nên là người ta thăng từ cái cấp này lên cái cấp này, người ta cứ liên tục tìm kiếm quyền lực. Tại vì quyền lực nó mang cho người ta một cái sự tôn trọng. Được chưa? Mặc dù cái quyền lực đó thì hồi xưa thì đó là vua chúa là quan, nhưng mà bây giờ cái sự tôn trọng nó gắn thông qua cái gì? Cái title, cái name á. Đúng không? Em tiến sĩ, em thạc sĩ, em liệt sĩ, được chưa? Cái quan lại sĩ nghiêm gắn vô cái title tự nhiên thấy mình nó nghiêm trọng hẳn, được không mọi người? Và người ta liên tục người ta thích gắn những cái đó lên trên người, những cái nhân dạng đó lên trên người để tìm kiếm sự quan trọng. Wow. Đúng không? Nên mỗi lần mà mấy cái người VIP á, very important person á, giới thiệu phải dài vô, được không? Giới thiệu cái title dài vô, giống như là giới thiệu chỉnh chiêu vậy á, ngự tiền tứ vệ đội thì ngự tiền tứ phẩm đối đao hộ vệ nam hiệp chỉnh chiêu, được chưa? Cái tên có hai chữ rồi mà cái title dài cả mét á, vậy cho nó đã. Đúng không mọi người? Có để ý không? Có để ý chưa? Và trong giao tiếp cũng vậy luôn, giao tiếp nó cực kỳ cần thiết cái điều này. Và trong kỹ năng coaching, nếu như mọi người không thể hiện được sự tôn trọng với cái người đối đối diện, nghỉ cốt luôn, được chưa? Nghỉ cốt luôn. Đằng này vô coaching mà chơi kiểu bề trên, nó không nghe giờ làm gì nhau, được chưa các bạn? Và không tôn trọng khách hàng, bó tay luôn. Được chưa? Tôn trọng khách hàng bằng gì? Mới đằng này vô giống như sale luôn, giống như là vô toát sale khí, mới hỏi một cái mới đụng vô này, mới đụng vô, ủa anh bán cái gì vậy? Tắc, 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 tắc. Hàng của em là như này, hàng của em là như tắc, 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 tắc. Như vậy thường là không bán hàng được, vì lý do là các bạn không tôn khách hàng lên hàng đầu, trong khi cái câu hỏi chính là chúng ta cần vô hỏi nhu cầu khách hàng. Tại vì khi các bạn hỏi nhu cầu và bạn đặt câu hỏi cho người khác nói nhiều hơn, bạn đang để cho người ta thể hiện con người, và nó vô tình tạo hiện ra sự tôn trọng. Nên vô hỏi đi, xong người kia nói, đảm bảo rằng người kia nói nhiều hơn bạn, được chưa? Được chưa? Thì khả năng bán hàng của bạn tăng tăng cao, vì nó vô tình thể hiện sự quan trọng. Nên một trong những cái kỹ năng mà làm cho cái sự tôn trọng ghê gớm đó, và đây cũng là cái điều mà các cô phụ nữ cũng yêu cầu cực kỳ nhiều luôn, đó chính là lắng nghe, đúng không? Tại vì phụ nữ có cái nhu cầu vui lắm, nhu cầu vending, nhu cầu xả. Biết tôi nói với mọi người kia, cái nhu cầu ventilation đó, là xả ra, xả ra, xả ra. Được không ạ? Nó do không biết tôi kể cho mọi người nghe chưa, nhưng mà thôi kể, cứ kể lại như vậy. Nên là mấy cô đi ra ngoài đường, xong mấy cô đi làm, mấy cô đi ra ngoài, xong mấy cô gặp cái gì đó trắc trở, gặp cái gì đó trắc trở, đau khổ quá, stress quá, chạy về gặp chồng, được không? Mà xong rồi mới kể cho chồng nghe, ngầm ngầm. Nhưng mà ông chồng, cái não của người đàn ông á, thì nó được một cái là nó suy nghĩ về cái giải pháp nhanh lắm. Được mà đưa giải pháp luôn, nói một phát thôi anh biết rồi, đưa giải pháp luôn, ngày mai lên múc nó đi, được chưa? Mà cô nữ cô không cần như vậy. Rồi kêu thôi em cứ ngồi đó nghe em đi, em nói đi, được chưa? Nên là lần sau á, mà thấy về mà mặt cũng quạo quạo quá, mà bắt đầu vô kiếm mình, bắt đầu kể chuyện á, thì người đàn ông hãy thể hiện sự tôn trọng như sau. Ok, nói đi em. Ồ em nói chắc cái bắt đầu tắc, có bắt đầu nó ok đúng rồi đấy em, tuyệt vời. Ồ đúng rồi, trời ơi sao em nói hay thế. Ừ nói nữa đi em, nói đi anh đang lắng nghe đây. Ừ thế hả, chuyện gì đang xảy ra? Đúng rồi, ừ cái này hay nè, để anh nốt lại. Ừ được chưa, xong nói mi cái sao hết, cái tự nhiên nói xong chưa, thoải mái chưa, thế có giải pháp chưa? Dạ có rồi. Xong thế tối đó nó yên bình, được chưa? Được không mọi người? Vì nó thể hiện sự tôn trọng. Nên là ngay cả trong cái lời nói bình thường luôn á, nó cũng thể hiện cái điều đó. Nên là ví dụ như là lần sau muốn mua cho cổ cái gì, anh mua cho em cái túi nha. Thường không vui. Ừ. Nhưng mà làm cái câu này thì vui nè. À em, anh đang suy nghĩ về cái việc là mua cho em cái túi LV hay là cái túi Louis Vuitton. Được chưa? Hỏi sự lựa chọn á, người ta thích hơn. Được không ạ? À?
Nên là hãy thay thế những cái câu nói bình thường á bằng những câu được ngụy trang bằng câu hỏi. Nên nó anh pha cho anh ly cà phê thì đừng nói vậy, đổi luôn. Em có thể giúp anh pha được ly cà phê không? Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.